Thì mình muốn làm trong video này là khám phá các loại hình 2D mà ta có thể dựng bằng cách lấy các lát phẳng của hình lập phương. Vậy mình đang nói về cái gì vậy? Giả sử như ta muốn dựng một hình vuông, làm sao ta có thể cắt một hình lập phương bằng một mặt phẳng để sao cho chỗ giao của hình lập phương này và mặt phẳng đó là một hình vuông. Hãy tưởng tượng mặt phẳng ta sẽ dùng để cắt giống như này. Hình vuông có lẽ là cái rõ ràng nhất. Vậy nó cắt phần nóc ngay tại đây. Nó cắt mặt này ở đây. Nó cắt mặt đằng sau của hình lập phương, nơi mà bạn sẽ thấy nó ngay tại đây, đường đứt khúc. Và rồi nó cắt cái này tại đây. Vậy là bạn đã có thể tưởng tượng mặt phẳng đã làm điều này. Và nếu mình muốn vẽ một mặt phẳng rộng hơn, mình sẽ làm như này. Để mình cố vẽ nó cho thật đẹp nhé. Bạn thấy đấy, đây là một phần của mặt phẳng đang cắt hình lập phương này. Nó sẽ trông như, xem nào, nó sẽ trông như thế này. Và mình sẽ tô màu cho nó, tô phần mặt phẳng mà bạn có thể thấy được nếu hình lập phương bị mờ đi. Nếu bạn không thể nhìn xuyên qua nó, nhưng nếu bạn có thể nhìn xuyên nó, bạn sẽ thấy đường đứt khúc và mặt phẳng sẽ có hình dạng thế này. Vậy khá là dễ để có được hình vuông. Nếu bạn cắt lát phẳng một hình lập phương nhưng hình chữ nhật thì sao? Bạn làm điều đó như thế nào? Mình khuyên bạn rằng hãy tạm dừng video này và hãy thử tự suy nghĩ làm sao bạn có thể lấy được các hình mà mình nói tới. Chà, với hình chữ nhật, bạn có thể cắt thế này. Nếu bạn cắt mặt này như này, và rồi cắt mặt này theo cách này, rồi tới lượt mặt này, mình nghĩ là bạn cũng đã đoán ra được. Rồi, mặt này như thế này. Tiếp theo bạn cắt mặt đấy, ngay tại đây. Đó là chỗ giao với mặt phẳng mà bạn đang dùng để cắt. Vậy chỗ giao, xem nào, đây là mặt phẳng mà mình đang dùng để cắt. Đây là chỗ giao của mặt phẳng và hình lập phương. Và chỗ giao này có hình dạng của một hình chữ nhật. Vậy nó trông giống như vậy, để mình tô nó cho rõ nhé. Khi bạn nhìn vào nó, bạn có thể tưởng tượng rằng mặt phẳng này là một lưỡi cưa mà những người thợ dùng để cưa đồ vật. Họ dùng chúng để cắt khúc gỗ hay gì đó, nó sẽ trông giống như vậy. Chà, có thể bạn sẽ nghĩ kiến thức này thật khó để hiểu. Bạn cắt hình lập phương bằng một mặt phẳng, bạn có hình vuông và cả hình chữ nhật. Vậy còn hình tam giác thì sao? Một lần nữa bạn hãy tạm dừng video và thử tự giải trước nhé. Hình tam giác không quá khó đâu. Bạn có thể cắt mặt này này. Cắt mặt này. Và rồi, mặt này. Bạn đã có được tam giác, tất nhiên có thể vẽ tiếp mặt phẳng, nhưng mình nghĩ như vậy là đã đủ. Bạn có tam giác rồi đấy. Có nhiều loại tam giác khác nhau mà bạn có thể dựng được. Bạn có thể dựng tam giác đều nếu vết cắt này có độ dài bằng với vết cắt này và cùng độ dài với vết cắt phía trên này, hay độ dài chỗ giao với không gian này của hình lập phương, đó sẽ là hình tam giác đều. Nếu bạn đẩy điểm này lên thêm, để mình dùng màu khác nhé, bạn sẽ có được tam giác cân, sẽ có tam giác cân. Còn nếu bạn mang điểm này lại gần, rất gần, giống thế này, bạn sẽ dần có được hình tam giác vuông, nhưng nó không hẳn là góc vuông. Góc này của bạn vẫn sẽ nhỏ hơn 90 độ. Bạn có thể tiến tới 90 độ, vậy bạn không thể có một góc vuông chính xác. Và vì bạn không thể đạt tới 90 độ, hiển nhiên bạn không thể đạt tới gần góc 91 độ, nên thật ra bạn cũng không thể có tam giác tù. Nhưng bạn có thể có tam giác đều, cân và tam giác thường. Bạn có thể cắt rất nhiều loại tam giác nhọn khác nhau. Nhưng giờ hãy làm một điều thú vị hơn. Bạn có thể có được hình ngũ giác bằng cách cắt hình lập phương với mặt phẳng không? Mình muốn bạn hãy tạm dừng video lại và hãy thử nghĩ. Vì cái này rất thú vị, hãy suy nghĩ xem làm sao có thể có được hình ngũ giác bằng cách cắt mỏng hình lập phương bằng mặt phẳng. Được rồi, ta cùng làm nhé. Cách để có hình ngũ giác khi cắt hình lập phương bằng mặt phẳng. Bạn cắt phần nóc của nó. Ta sẽ làm khác một chút. Và hãy tưởng tượng bạn cắt phần nóc tại đây như thế này. Rồi bạn cắt mặt sau này như vậy. Mặt sau mà bạn có thể thấy giống như thế. Giờ bạn cắt đến mặt này.
cắt thế này nhé. Và rồi bạn cắt tiếp mặt này như thế. Cái này có thể là mình sẽ vẽ mặt phẳng. Có thể nó nhìn sẽ không rõ nếu mình vẽ mặt phẳng, nhưng bạn có thể thấy được ý tưởng thật nếu mình cắt nó với góc đúng. Ý mình là góc thích hợp. Góc thích hợp, nói như vậy bạn sẽ dễ hiểu hơn. Nếu mình cắt nó theo một góc thích hợp, đó là điều mà mình đang làm với chỗ giao của mặt phẳng. Vậy hình mình có được từ hình lập phương là ngũ giác này, nằm ở đây. Giờ ta hãy thử tăng độ khó lên hơn nữa nha. Còn hình lục giác thì sao? Liệu mình có thể cắt nó với một mặt phẳng 2D để sao cho chỗ giao của mặt phẳng và hình lập phương là hình lục giác không? Thật ra thì mình sẽ không hỏi bạn câu đó nếu mình không thể làm nó. Giờ ta hãy xem làm cách nào nhé. Vậy nếu ta cắt cái này tại đây, nếu ta cắt mặt đáy ở đây, và rồi ta cắt mặt phía sau giống như thế, sau đó bạn cắt mặt mà ta có thể thấy ngay tại đây, rồi mặt này mình có thể làm nó thẳng hơn. Hy vọng là bạn đã thấy được ý tưởng. Mình có thể cắt hình lập phương này và có được một hình lục giác. Vậy hy vọng rằng ví dụ này đã giúp bạn hiểu hơn những gì ta có thể làm với hình lập phương, đặc biệt là khi bạn cắt nó với một mặt lớn. Hay bạn có thể nói là lưỡi cưa lớn chẳng hạn. Có khá là nhiều điều hay về hình lập phương mà bạn có thể đã nghĩ đến. Khi bạn nghĩ về nó, bạn biết nó có 6 mặt. Nó có 6 mặt tất cả. Và bạn có thể cắt qua cả 6 mặt. Khi bạn cắt bằng một mặt phẳng, mỗi khi bạn cắt nó qua một trong những mặt này, nó tạo nên một cạnh. Vậy ở đây ta cắt qua 4 mặt. Ở đây cũng cắt qua 4 mặt. Ở đây thì là 3, còn ở đây là 5. Ở đây ta không cắt qua mặt đáy hình lập phương. Và ở đây ta cắt qua cả 6 mặt. Qua cả 6 mặt. Tất cả mặt của hình lập phương này.